Trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh đã tham dự buổi tọa đàm đối thoại giữa đại học và doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực các lĩnh vực công nghệ cao do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc đồng tổ chức. Tại buổi tọa đàm, Tổng lãnh sự quán ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ đã có những trao đổi định hướng về kế hoạch đầu tư của các quốc gia này tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, về các chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực. Các doanh nghiệp của các quốc gia đang đầu tư tại Việt Nam cũng tham gia trình bày về thực trạng nguồn nhân lực công nghệ cao, các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, các chính sách hỗ trợ thực tập, học bổng cho sinh viên. Lãnh đạo các địa phương khu vực Đông Nam Bộ tham dự buổi tọa đàm đã có những phản hồi trao đổi về cơ hội thu hút đầu tư cũng như các chính sách của địa phương để thu hút nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ cao. Tham gia thảo luận tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh cho biết, Bình Thuận xác định ưu tiên phát triển 3 trụ cột kinh tế là công nghiệp, tập trung công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, chuỗi giá trị và du lịch, phát triển chuyên nghiệp bền vững, an toàn. Trong thời gian đến, tỉnh đã đưa ra các nhóm giải pháp để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển về công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Trong đó, việc triển khai hoàn thiện quy hoạch tỉnh, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao được coi là tiền đề thu hút bố trí nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tỉnh, nhất là các chuyên gia đầu ngành. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ nhanh chóng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách để làm cơ sở pháp lý, thực hiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển trong khu vực công. Đặc biệt, tổ chức thực hiện giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám và lãng phí chất xám hiện có, xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao thông qua việc tuyển dụng, thi tuyển lãnh đạo, mời gọi chuyên gia, thuê giám đốc điều hành. Thông qua buổi tọa đàm, nhằm mục đích để doanh nghiệp và trường đại học gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về vấn đề nguồn nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, đồng thời cũng là dịp để các trường đại học được lắng nghe những đánh giá phản hồi của doanh nghiệp về chất lượng và mức độ đáp ứng của nguồn nhân lực được đào tạo so với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe xu hướng tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp trong tương lai gần. Từ đó, làm cơ sở để các trường đại học cải tiến, mở mới các chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng của doanh nghiệp.